Loài cây này đã trở thành biểu tượng của Nam Trà My. Và điều múa đặc biệt để biết ơn cây quý. Nam Trà My là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam. Mảnh đất này được nhiều người biết đến bởi một loài cây biểu tượng sâm ngọc linh. Đến nơi đây, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một cung đường bích họa độc đáo về loài cây biểu tượng này. Chị ơi, con đường bích họa này thì được ra đời như thế nào ạ? Câu vinh về cái giá trị của cây sâm này, trước đây nó là một cái loại cây thuốc dấu mà được người đồng bào cũng đã tìm ra được rất là lâu để chữa những cái vết thương. Chúng ta đến đó sẽ có một bức tranh của nàng sâm. Nàng sâm ở đây có nghĩa là nó là cái giá trị và nét đẹp về tâm hồn của cái sâm ngọc linh, nó giống y một cái nàng tiên vậy đó. Nghi thức rước sâm là một phần phong tục truyền thống của người Sa Đăng, được gọi là cúng thần sâm. Lễ hội sâm ngọc linh phục dựng lại những nghi thức cổ, những văn hóa từ xưa của người dân tộc thiểu số sống dưới chân núi Ngọc Linh. Người dân đồng bào dân tộc Sa Đăng Cơ Dông từ ngàn đời trước đã có nhiều nghi lễ để thể hiện nghi thức tôn vinh giống cây thần dược. Một trong số đó chính là điệu múa sâm truyền thống. Truyền thống của người Sa Đăng đã truyền lại từ bao ngày xưa, là để truyền lại cho con cháu sau này, tượng trưng cho sức khỏe cho con người, để làm ăn phát đạt cho cuộc sống hàng ngày. Du khách họ được thấy là nó là tượng trưng văn hóa của người Sa Đăng. Có nhiều trò chơi thử thách sự dẻo dai khéo léo, bởi lẽ từ xa xưa những người dân đã phải rèn luyện cho mình đôi mắt tinh anh và thể lực dẻo dai để có thể sống giữa thiên nhiên. Chính vì thế, trò chơi bắn nỏ luôn là một điểm nhấn thu hút của lễ hội. Đây là lần thứ mấy anh tham gia hội thi này ạ? Chưa, đây là mấy lần đầu tiên. Hồi trước thì có thi bên xã là mình được giải nhất. Ai đến đây thì cũng mang cái nỏ của mình đi ạ? Có người mang họ của họ, cùng mình thì mang có mình làm. Của mình biết mình tự tầm ngắm. Anh ơi, cái kỹ thuật bắn nỏ này thì nó như thế nào ạ? Ngắm chuẩn. Một tay là để ở đây, và tay còn lại thì mình để ở sát cò như thế này ạ? Nó mục tiêu tầm ngắm theo cái mũi tên, bắn một mũi, cứ là nếp xuống này mình bắn lên. Ngày hôm nay thì tôi sẽ vào văn một xạ thủ, không biết được là sẽ bắn được chúng bao nhiêu tên đây. Mọi người cùng chờ xem nhé. Trời mất rồi. Hương Trang đã có những trải nghiệm thú vị, không chỉ với những chiếc nỏ mà còn say mê với trò chơi săn bắt thú. Sau khi săn được 5 con thú thì phần thưởng tôi giành được là một món quà vô cùng xinh xắn như thế này. Đây là trò chơi mô phỏng lại một phần cách săn bắt thú của người dân xưa kia. Những vòng tròn tượng trưng cho những con thú và thanh gỗ dài là xiên giáo của người thợ săn. Những trò chơi cứ thế nối đuôi nhau, bạn có thể tham gia giã gạo hay thử thách sự khéo léo với những chiếc cà kheo hay đi cầu thang bằng. Có thể nói đây không chỉ là những trò chơi đơn thuần mà còn là những sợi dây kết nối mọi người trong một ngày lễ mang ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là dịp để người dân mong muốn một sức khỏe dồi dào, thể lực dẻo dai giống như sinh khí cây sâm đã tồn tại ngàn năm trên đỉnh núi Ngọc Linh.